sinh tham dự hội thảo ngày hội STEM vùng cao và nông thôn thúc đẩy chuyển đổi số 2022 tổ chức tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Được sự phân công của ban tổ chức ngày hội, sau đây phòng giáo dục và đào tạo huyện Than Uyên xin trình bày bài tham luận về xóa bỏ lộ trình STEM robot cho học sinh vùng cao. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có 35 đơn vị trường học với 18.862 học sinh. Học sinh người dân tộc thiểu số 16.330 trường tại 6,6%, trong đó cấp mầm non 12 trường trên 4.918 học sinh, cấp tiểu học 1 trường trên 8.116 học sinh, cấp trung học cơ sở 12 trường trên 5.828 học sinh. Giáo dục STEM là lĩnh vực còn tương đối mới đối với giáo dục huyện Than Uyên, nhất là STEM 4.0. Mặc dù trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 có đề cập đến giáo dục STEM, tuy nhiên, việc triển khai giáo dục STEM như thế nào trong các nhà trường là bài toán khó đối với các nhà quản lý giáo dục. Đa số các nhà trường mới quan tâm đến các hoạt động STEM trải nghiệm, STEM tái chế, chưa quan tâm nhiều đến việc vận dụng kiến thức liên môn trong hoạt động STEM. Lĩnh vực STEM robot, STEM 4.0 là những lĩnh vực rất mới đối với đội ngũ nhà giáo, cũng như học sinh vùng cao của huyện. Tiếp cận và triển khai STEM robot, đây là một thách thức rất lớn đối với giáo dục vùng cao. Các điều kiện để triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Về đội ngũ nhà giáo, từ năm học 2020-2021 trở về trước, đội ngũ cán bộ chuyên môn phòng giáo dục và đào tạo, cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học và trung học cơ sở chưa được tập huấn bài bản chuyên sâu về triển khai giáo dục STEM nói chung và STEM robot nói riêng. Về học sinh là người dân tộc thiểu số 16.330 chiếm 86,6%. Nhiều học sinh cấp tiểu học chưa được tiếp cận với công nghệ thông tin, máy tính, điện thoại thông minh. Về cơ sở vật chất, các trường trung học cơ sở đều có ít nhất một phòng tin học trên trường, đa số học sinh được tiếp cận với máy tính. Tuy nhiên cấp tiểu học chỉ có 2 trên 11 trường có phòng tin học. Đây xác định là khó khăn lớn khi triển khai dạy học lập trình STEM robot cho học sinh tiểu học. Mặt khác, điều kiện kinh tế của người dân nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn nên đa số học sinh chưa được bố mẹ trang bị thiết bị phục vụ cho học tập máy tính, điện thoại thông minh. Công tác huy động nguồn xã hội hóa của đa số đơn vị trường trong huyện còn rất hạn chế. Biện pháp đã triển khai và kết quả đạt được xác định được tầm quan trọng của giáo dục STEM trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt là xóa bỏ lập trình cho nhà giáo và học sinh vùng cao là rất cần thiết và quan trọng. Với sự chăn trở, quyết tâm đưa giáo dục STEM và STEM robot triển khai đến các đơn vị trường của các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Than Uyên. Trong năm học 2021-2022, phòng giáo dục và đào tạo Than Uyên đã xây dựng kế hoạch số 162KH phòng giáo dục và đào tạo ngày 2 tháng 3 năm 2022 về triển khai nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục STEM STEAM, thành lập ban chỉ đạo thúc đẩy giáo dục STEM STEAM với 48 thành viên, thành lập tổ giáo viên cốt cán triển khai giáo dục STEM STEAM cấp huyện với 39 thành viên. Để đảm bảo các điều kiện tối thiểu ban đầu triển khai STEM robot tại các đơn vị trường trong huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện Than Uyên đã chủ động kết nối và nhờ sự hỗ trợ của thầy Đỗ Hoàng Sơn, Liên minh STEM, thạc sĩ Hoàng Văn Đông, Đại học Điện lực, người sáng lập học viện Kitco STEM, tiến sĩ Đặng Văn Sơn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, người sáng lập học viện sáng tạo S3. Qua hoạt động kết nối phòng giáo dục và đào tạo Than Uyên đã được các thầy hỗ trợ 16 robot và triển khai huấn STEM robot cho đại diện cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của 8 đơn vị trường, 4 trường tiểu học và 4 trường trung học cơ sở và tập huấn cho nhóm giáo viên cốt cán STEM STEAM cấp huyện với 25 người. Bên cạnh đó, qua sự kết nối của thầy Đỗ Hoàng Sơn, Liên minh STEM đã huy động sự ủng hộ của ban phụ huynh câu lạc bộ GAT 6520 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amstep đang tặng một robot vét, một máy in 3D. Sau khi trao tặng 16 robot cho 8 đơn vị trường và được tham gia tập huấn lập trình STEM robot, phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường được nhận robot thành lập câu lạc bộ STEM robot. Có 8 câu lạc bộ được thành lập với 127 học sinh tham gia, xây dựng kế hoạch hoạt động câu lạc bộ, phân công cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách câu lạc bộ nhằm thúc đẩy và lan rộng việc dạy lập trình STEM robot cho các em học sinh. Những trường chưa có phòng tin học, nhà trường đã huy động máy tính xách tay, điện thoại thông minh của cán bộ quản lý, giáo viên trong trường để tổ chức cho học sinh được thực hành lập trình robot. Các câu lạc bộ hoạt động tích cực ngoài giờ lên lớp từ 1 buổi đến 5 buổi trên tuần, khuyến khích cả học sinh nam, học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số cùng tham gia trong câu lạc bộ. Đến thời điểm hiện tại, có 127 học sinh trên 8 đơn vị trường được dạy lập trình robot và có thể tự tin thực hiện lập trình được các bài lập trình cơ bản của robot. Nhiều học sinh tự tin hướng dẫn các học sinh khác lập trình robot. Học sinh câu lạc bộ trường trung học cơ sở thị trấn Than Uyên đã tự nghiên cứu, lắp ráp được robot vét, bước đầu biết vận hành robot và máy in 3D. Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về STEM robot. Số cán bộ quản lý,
giáo viên được tập huấn STEM Robot 287. Như vậy, trong năm học 2021 đến 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên đã thực sự hỗ trợ 16 KC robot, một robot vết, một máy in 3D, triển khai STEM robot đến 8 đơn vị trường với 127 học sinh được dạy học lập trình, duy trì hoạt động của 8 câu lạc bộ STEM, 287 cán bộ quản lý, giáo viên để tập huấn. Để thúc đẩy và lan rộng hơn nữa việc đưa giáo dục STEM nói chung và STEM robot nói riêng đến nhà giáo và các em học sinh các trường học trong toàn huyện, ngày 29 tháng 4 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo Than Uyên đã tổ chức ngày hội STEM cấp huyện với 23 trên 23 đơn vị trường tham gia. Trong ngày hội có các hoạt động chính như giới thiệu và trưng bày sản phẩm STEM, thi lập trình robot, thi đấu robot gắn với giáo dục lịch sử địa phương. Với sự nỗ lực của các thầy cô giáo, ngày hội đã thành công. Và rất nhiều trường học khác thông qua cuộc thảo hôm nay có thể học tập